Viên Băng Nghiên gặp rắc rối khi vệ sĩ thô bạo với fan hâm mộ. Viên Băng Nghiên từ một diễn viên kém tên tuổi, nay đã trở nên nổi tiếng nhờ vào thành công của bộ phim Lưu Ly. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Danh tiếng đi lên, thu hút vô số fan hâm mộ, có lợi rất nhiều cho sự nghiệp diễn xuất của Viên Băng Nghiên, nhưng nó cũng gây ra không ít rắc rối trong cuộc sống hàng ngày của cô. Cùng với sự nổi tiếng ngày càng tăng, lượng người hâm mộ của nữ diễn viên cũng tăng lên. Tại phim trường hay trong cuộc sống cá nhân, Viên Băng Nghiên thường bị fan vây quanh, thậm chí có không ít fan cuồng xâm phạm vào đời tư của nàng Tiểu Hòa. Trước đó, một đoạn video quay cảnh Viên Băng Nghiên trong vòng vây của fan bị tung lên mạng. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cô nàng cũng đã lên được xe. Rất đông người hâm mộ đổ xô đến xin chữ ký, cửa xe chật cứng người và tài xế thậm chí không kịp đóng cửa. Sau sự cố bị fan bao vây, trạm fan lớn của Viên Băng Nghiên đã lên bài viết khuyên can những người hâm mộ khác nên theo đuổi thần tượng một cách lý trí và giữ khoảng cách văn minh với nghệ sĩ. Đồng thời, trạm fan cũng yêu cầu phía công ty quản lý nên bố trí thêm vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho Viên Băng Nghiên. Rút kinh nghiệm từ chuyện này, công ty đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ cho nữ diễn viên. Hôm qua, ngày 31 tháng 3, một số cư dân mạng phát hiện ra rằng nữ chính Lưu Ly nay đã được hộ tống bởi một vệ sĩ cao lớn. Trên đường quay phim, Viên Băng Nghiên tiếp tục bị fan vây kín. Trong đó có người cầm đến hai chiếc điện thoại, dí sát vào mặt nữ diễn viên. Người vệ sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, ngay lập tức anh hất mạnh chiếc điện thoại của fan hâm mộ kia. Có lẽ đã quen với cảnh tượng như thế, Viên Băng Nghiên cứ thế mà bước tiến, chẳng hề quan tâm. Vệ sĩ của cô vội vàng theo sau, nhưng ngước đầu lại, lườm mắt fan nữ. Hành động khá thô bạo này của vệ sĩ Viên Băng Nghiên đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng. Có người thì chỉ trích, nhưng cũng có ý kiến bảo vệ, cho rằng người vệ sĩ này làm việc rất tận tâm. Vệ sĩ gì mà thô bạo thế này, làm thế chỉ có nước hại nghệ sĩ mang tiếng xấu mà thôi. Dù gì cũng là fan hâm mộ, họ yêu mến mới đi theo chụp ảnh, còn ra vẻ chảnh như thế thì cầu cho flop luôn đi. Anh vệ sĩ làm tốt lắm, phải cứng như thế mới trị được fan cuồng, kiểu fan cuồng thế này không phải là fan chân chính. Hành động như thế không đáng mặt đàn ông. Chụp ảnh bình thường thì không ai nói, đằng này cầm hẳn hai chiếc điện thoại, dí tận mặt người ta, fan chân chính nào có như vậy. Đã hất điện thoại một cách thô bạo, lại còn lừa mắt người ta, đàn ông kiểu gì không biết. Tại Hàn Quốc, vệ sĩ Cát Song Hàn cũng từng gây tranh cãi vì dùng bạo lực với fan cuồng. Knet từng đăng tải những màn dùng nắm đấm đi quá giới hạn, gây tranh cãi của các vệ sĩ, quản lý trong việc bảo vệ idol. Những trường hợp này xảy ra khi fan hoặc fan cuồng tiếp cận quá gần idol trước cửa xe hay tại sân bay. Quản lý của CN Blue từng vung tay đánh các fan khi đám đông chen lớn không cho các thành viên xuống xe. Vệ sĩ của NCT 127 từng xô ngã một fan cuồng đang có ý định tiếp cận Taeyong. Quản lý của WANNAWAN từng đẩy ngã một fan đang chạy theo idol tại sân bay. Quản lý của EXO dùng tay đánh vào đầu một fan nữ đang tiếp cận idol để chụp hình. Sau những hành động đó, netizen chia ra hai luồng ý kiến trái chiều về tình trạng quản lý động tay động chân với fan cuồng. Một nhóm fan cho rằng hành động bạo lực này là đáng lên án bởi nó thể hiện sự côn đồ, thô lỗ với người hâm mộ. Theo đó, dù các fan cuồng có làm sai điều gì thì quản lý hoặc vệ sĩ cũng không có quyền sử dụng vũ lực như vậy. Trong khi đó, một nhóm fan lại cho rằng họ có thể thông cảm cho những hành vi quá tay của quản lý. Đặt vào hoàn cảnh của quản lý hay vệ sĩ, khi những fan cuồng tiếp xúc quá đà và có thể gây nguy hiểm cho idol, họ buộc phải xử lý mạnh tay, bởi nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ sự an toàn của nghệ sĩ. Trong làng nhạc K-pop, có nhiều trường hợp vệ sĩ không thắt chặt an ninh, dẫn đến idol bị thương hoặc bị đe dọa tính mạng bởi các fan cuồng. Một netizen bình luận rằng, họ có rất nhiều áp lực, trách nhiệm của họ là bảo vệ nghệ sĩ. Nếu như các idol có mệnh hệ gì thì họ sẽ không gánh nổi đâu. Các nhóm nhạc nổi tiếng như BTS, EXO từ nhiều lần lên tiếng về việc bị fan cuồng rình mò, đeo bám. Không chỉ bị làm phiền bởi những cuộc gọi, tin nhắn đến số điện thoại riêng, các idol còn bị theo đuôi mọi lúc mọi nơi, xâm phạm không gian riêng tư một cách phiền phức. Người hâm mộ thường xuyên gửi kiến nghị lên công ty quản lý, yêu cầu thắt chặt hơn nữa công tác an ninh để đảm bảo sự an toàn cho nghệ sĩ. Bạn nghĩ gì về hành vi bạo lực của quản lý với fan cuồng?